Xin chào tất cả quý anh chị đã quay lại với trang fanpage Thiên Tài cũng như là kênh YouTube Roland và Rom Thiên Tài. Hôm nay bên shop nhạc cụ Roland Thiên Tài của em xin phép được giới thiệu tới quý anh chị một dòng sản phẩm loa JBL bạc T-Box 710. Đây là một dòng loa JBL bạc T-Box 710 năm ra mắt 2022. Một dòng JBL bạc T-Box 710 đến từ thương hiệu của Mỹ nha anh chị. Đây là một dòng loa JBL của Mỹ. Thì năm ra mắt là 2022 thì JBL đã cho ra mắt một dòng loa này chuyên dùng để karaoke di động, tên gọi là JBL bạc T-Box 710. Thì hôm nay shop em xin phép được giới thiệu tới quý anh chị một dòng loa, đây là một siêu phẩm của JBL. Đây gọi là chùm cuối của JBL, thì bạc T-Box 710 và bạc T-Box 1000. Thì con 710 này là chuyên về karaoke với lại để chúng ta nghe nhạc, còn con JBL bạc T-Box 7 còn con JBL bạc T-Box 1000 thì nó chuyên về nghe nhạc với lại đánh DJ hơn là chúng ta hát hò. Thì năm nay JBL đã cho ra mắt một con JBL bạc T-Box 710 như thế này để cho anh chị chúng ta dùng karaoke lưu động với con JBL bạc T-Box 710. Thì hôm nay shop sẽ review khui hộp cái con này cho anh chị em chúng ta cùng xem, cũng như vào một clip sau shop sẽ review cái chất âm của con JBL bạc T-Box 710 này cho anh chị em chúng ta cùng nghe. Thì shop xin nhắc lại, đây là một dòng loa JBL bạc T-Box 710 chuyên karaoke lưu động cho anh chị em nào đó chúng ta thích đi du ngoại, du lịch gì đó, chúng ta có những buổi họp mặt thì chúng ta sẽ dùng con loa này để hát karaoke, cũng như là những buổi bạc đi chúng ta sẽ dùng những con loa bạc T-Box này để chúng ta đánh. Thì những dòng loa như thế này không cần phải giới thiệu gì nhiều, vì những dòng loa bạc T-Box như thế này rất là có thương hiệu cũng như là nổi tiếng trên thị trường Việt Nam của chúng ta. Thì đây là một dòng JBL của Mỹ. Thì bây giờ em sẽ review nhanh khui hộp cái con này cho anh chị em chúng ta cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của JBL bạc T-Box 710 2022. Thì đây là dòng chuyên karaoke luôn nha anh chị nha. Chất âm của những dòng JBL này phải nói là tuyệt đỉnh. Mời anh chị em chúng ta cùng xem Thiên Tài khui hộp con này. Số điện thoại để anh chị chúng ta liên hệ mua hàng 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập, Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Thì con này rất là được nhiều anh chị đam mê chúng ta săn đón để hát karaoke tại nhà cũng như là karaoke di động. Thì ngoài những dòng loa JBL như thế này, bên em chỉ kèm và bán theo để cho anh chị chúng ta có nhu cầu karaoke di động thôi, chứ còn bên em là chủ yếu bán loa FPT được nhập khẩu từ Italy để cho anh chị em chúng ta ráp dàn karaoke đó. Đây là những mặt hàng ở phía trước của anh chị, đây là bên shop đang demo những mặt hàng để cho anh chị em chúng ta cùng trải nghiệm về cái dòng loa, về sản phẩm loa FPT được nhập khẩu từ Italy như thế này nha. Thì đây là những dòng loa để chúng ta ráp dàn để chúng ta hát, chứ chúng ta không có di động được nha anh chị nha. Còn nếu như chúng ta muốn di động được thì chúng ta sẽ dùng thêm một con van số kết hợp thêm một loa là chúng ta hát cũng được. Review nhanh cho anh chị em cũng là cùng xem. À, mình đã khui lộn rồi anh chị. Khui lộn rồi. Phải là cho nó nằm xuống. Ây, wow, khá nặng nha anh chị nha. Ây, tầm 40kg nha anh chị. Tầm 40kg là luôn vỏ thùng bên ngoài. Còn chiếc loa không thì không tới. Chiếc loa không thì khoảng rơi vào khoảng tầm 30kg. Đây là một dòng siêu phẩm năm 2022 mà JBL đã cho ra mắt một con bạc T-Box 710 như thế này. Wow. Hàng new nha anh chị, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên siêu của nhà phân phối. Thì khi con loa này chúng ta muốn lấy ra thì chúng ta sẽ có một cái cách lấy nó rất là dễ dàng, vì nó rất là nặng, chúng ta không thể nào mà bê lên như vậy được nha anh chị nha. Chúng ta sẽ úp nó ngược lại và chúng ta sẽ lấy cái con dương đây. Khi muốn lấy cái con loa này ra thì chúng ta sẽ cho nó như vậy. Chúng ta sẽ lật ngược lại một lần nữa. Đấy, như thế.
Chúng ta chỉ việc dỡ cái thùng này lên. Cũng khá khó khăn nha anh chị. Thì em xin nhắc lại, đây là một con loa chuyên cho chúng ta karaoke di động, lưu động khắp mọi nơi, cũng như là các bữa tiệc chúng ta muốn có những buổi party vui. Thì hiện đây anh chị chúng ta cùng xem lại trên vỏ hộp nha. Đấy, trên vỏ hộp nhà sản xuất người ta cũng có để nè anh chị nè, và kèm thêm một chiếc loa, kèm thêm một vài người. Thì đây là một dòng loa chuyên phục vụ karaoke di động cũng như là những buổi party cùng chung vui gì đó. Thì chúng ta sẽ dùng một con loa này để chúng ta đánh DJ. Thì những con loa như thế này nó đánh DJ nghe rất là khủng nha anh chị nha, chỉ cần với một loa thôi. Thì con Party Box 710 này á là 800W nha anh chị. Con này là 800W. Thì những đồ xịn, những đồ hãng thì công suất của nó rất là thật, nó không có ảo như những cái đồ Trung Quốc nha anh chị nha. Rồi chúng ta dỡ ra, chúng ta nhắc nó ra. Thì bên trong như thường lệ thì những sản phẩm mà để lâu ngày hoặc là tháng này qua tháng nọ thì chúng ta sẽ có những gói chống ẩm và phụ kiện kèm theo bên trong chiếc hộp. Adapter thì dòng này là không có sạc pin nha anh chị nha, dòng này là cắm nguồn điện trực tiếp, cắm nguồn điện dùng điện trực tiếp 220V nha anh chị. Anh chị lưu ý là không có dùng pin sạc nha, vì nó là công suất lớn cho nên là sẽ không có sạc để chúng ta sạc đâu, cắm điện trực tiếp dùng. Đây là phần dưới, đây là phần đít loa. Rồi chúng ta sẽ dựng đứng nó lên. Đây, chiếc loa này thiết kế rất là độc đáo, có một quai nắm sách để di chuyển và lôi kéo như một chiếc vali. Để anh chị thấy được điều đó thì mình sẽ dỡ cái này ra. Ten ten, dục nó qua một bên. Chà. Wow, phải nói năm nay JBL Party Box cho ra một chiếc JBL Party Box 710 như thế này, phải nói là JBL đã cải tiến lại được cái dòng Party Box này rất là đẹp. Mình sẽ cho anh chị em cùng trải nghiệm dãy đèn LED trên chiếc Party Box 710 này với công nghệ mới nhất cũng như là tiên tiến nhất. Wow, khui chiếc loa này mệt luôn, thở hơi lên luôn nha quý anh chị. Thì đây, phía trên đầu anh chị chúng ta cũng đã thấy có chữ karaoke. Thì dòng này chuyên làm ra để cho party, vừa party mà vừa karaoke được. Thì đây là hai chiếc volume để chúng ta đánh DJ nè anh chị nè. Đấy, xoay và nút, có nút nhắn ở giữa để chúng ta điều chỉnh dãy đèn LED. Kèm theo đó là ba mức 1, 2, 3, đây là ba mức để chúng ta tùy chọn hát hò hoặc là đánh DJ gì đó. Thì mình sẽ test cái phần này sau cho anh chị. Thì trên con loa nó có chữ Bass, Treble, Echo để điều chỉnh để hát. Cái này sẽ có chữ Bass bọt để chúng ta bớt bass hoặc là thêm bass. Và đây là Bluetooth. Phải nói là JBL năm nay thiết kế với một con loa Party Box 710 như thế này phải nói là khá là vượt trội so với những con Party Box trước. Tuy nhiên, con Party Box 1000 được ra mắt trước nhưng cũng không kém phần đẹp và sang trọng như con này đâu nha anh chị nha, vẫn đẹp nha. Một dấu chấm than rất là quen thuộc của dòng JBL. Đây, đây là một chiếc quai để chúng ta nắm sách và di chuyển đó nè anh chị. Đây là mặt sau. Thì mặt sau chúng ta sẽ mở ra. Thì dòng loa này là nó chống nước nha anh chị. Thì khi chúng ta đậy nắp này lại chúng ta vẫn có thể xuống nước, chúng ta vẫn có thể sử dụng được. Đòi hỏi là loa phải còn zin nha anh chị nha, chứ loa còn mới còn zin, chứ còn loa mà chúng ta đã sử dụng rồi mà kêu chống nước nữa thì không thể nào nha.
Phần sau đây chúng ta có phần gen 1, phần gen 2, Âu in, cũng như là ngõ USB, cần gạt để vừa hát vừa guitar. Nếu như chúng ta hát thì chúng ta chuyển qua chế độ này, guitar thì chúng ta chuyển qua chế độ này. Còn nếu chế độ ở giữa thì chúng ta vừa hát vừa guitar. Sẽ có ngõ out và ngõ in để ra. Chúng ta sẽ thu và thu ra ngõ trực tiếp trên một cái ngõ out hoặc ngõ in như thế này nha anh chị. Đây là ngõ tuýt. Rồi qua lim điều để điều chỉnh. Rồi phía đây chúng ta sẽ có những dòng chữ của nhà hãng sản xuất người ta làm ra. Thì mình xin nhắc lại, đây là dòng JBL của Mỹ nha anh chị. Đây là một chiếc lỗ để thông hơi cho tiếng bass nó thông ra phía sau như thế này, một lỗ thông hơi như vậy rất là to. Thì lỗ này hãng làm hơi to thì có lẽ là người ta cũng đã có sự tính toán gì đó, nhưng mà cái lỗ này thì hơi to, có thể những con trùng nào đó nó có thể chui vào, nó ở bên trong này, ví dụ như chuột gì đó thì nó có thể vào bên này. Thì khi chúng ta để vào một góc nào đó thì chúng ta sẽ dùng một cái màng lưới gì đó để dán lại, như để dán lại cho nó thông lỗ ra, nhưng mà thông lỗ còn nhỏ thôi nha anh chị nha. Lỗ này thì hơi bự, hãng làm hơi hơi to. Rồi, đây là chỗ để chúng ta cấp nguồn điện trực tiếp vào để sử dụng nha anh chị. Rồi, có hai chiếc bánh xe để chúng ta lưu động nè. Hai chiếc bánh xe của năm nay JBL phải nói là làm rất là chất lượng luôn. Vừa to mà vừa chất lượng, bánh đúc rất là cứng cáp, không sợ hư khi vận chuyển nhiều lần. Thì vừa rồi em cũng đã review khui một con JBL để cho anh chị chúng ta cùng xem. Thì em xin nhắc lại, đây là một con JBL bạc T-Box 710 với công suất là 800W khi chúng ta dùng điện trực tiếp và không có sạc pin. Anh chị em lưu ý là dòng này không có sạc pin nha. Cắm điện trực tiếp, chúng ta muốn lưu động di động thì chúng ta sẽ làm sẵn một sợi dây điện 10m hoặc 15m. Rất đẹp nha quý anh chị. Chúng ta có một cái logo JBL này. Phần trên của dòng loa này làm rất là đẹp. Con này cao khoảng tầm 85 cm nha anh chị. Và chiếc loa không thì nó rơi vào khoảng tầm 30 kg hoặc là 28 kg gì đó. Vừa vào một cái cốp xe hơi để chúng ta lưu động để đi hát, cũng như là những buổi du lịch chúng ta mang theo rất là tiện lợi và dễ dàng, chứ không có khó khăn gì đâu nha anh chị. Cho nên là anh chị chúng ta yên tâm với cái khâu vận chuyển và lưu hành. Giờ Tài sẽ tới nhắc một tay lên cho anh chị em chúng ta cùng xem thử nha, để chúng ta không cần để chúng ta khỏi phải lo âu cũng như là phân vân về cái độ nặng của con này. Thì một tay vẫn có thể nhắc được nha anh chị, nhưng mà nó hơi dài đấy nè. Em nhắc không là luôn là một tay, còn hai hai tay thì quá nhẹ đối với Tài rồi, chỉ việc ôm lên thôi. Rồi khi con này chúng ta di chuyển thì chúng ta di chuyển ra nha anh chị đó ha, chúng ta đem đi giống như là một cái vali. Chúng ta di chuyển như một chiếc vali. Thì bên trong của nó sẽ gồm có cái phụ kiện, các phụ kiện kèm theo. Đây, những sợi dây dắt và quyển sách hướng dẫn cũng như là bảo hành của hãng nha anh chị. Thì vừa rồi em cũng đã review cho anh chị chúng ta cùng xem từng chi tiết trên một con loa JBL bạc T-Box như thế này. Anh chị có nhu cầu quan tâm tới dòng loa bạc T-Box như thế này, cái inbox cho bên em sẽ ship mọi miền Tổ quốc cho anh chị em những con loa như thế này để chúng ta hát karaoke hay hơn. Và những đồ xịn thì anh chị cứ liên hệ bên em có cái mặt hàng đầy đủ để phục vụ cho anh chị, từ loa cho tới nhạc cụ gì đó. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review sản phẩm tiếp theo. Chúc tất cả anh chị có những buổi xem clip thật vui vẻ hạnh phúc. Bye bye, hẹn gặp lại anh chị em trong những clip tiếp theo. Bye bye.